Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2018. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc sập tứ linh ngũ phúc nghe chầu hàng siêu khủng bằng gỗ gụ. Được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện trong phần hoàn thiện của anh Các Ly Trần. Và chiếc sập thờ này ngày hôm qua chúng tôi cũng đã giới thiệu phần mộc rồi. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và chúng tôi cũng có quay đoạn video clip để giới thiệu quý khách. Và chiếc sập này cũng đã có chủ nhân, đó chính là anh Thắng. Anh đến từ Cửa Lò, Nghệ An. Alo, đi ra tắm cho cu đi. Và đây trên màn hình quý vị đang thấy đây là chiếc sập thờ ngũ phúc có kích thước 2m17 và sâu 1m97 và các cấp được Thành Luân chúng tôi làm theo tính tỷ lệ từng cấp rất chi là đẹp. Được Thành Luân chúng tôi là làm hoàn thiện bằng chiếc ly 100% và các đường nét hoa văn họa tiết trên chiếc sập thờ ngũ phúc ngũ cấp này chúng tôi là đục chạm thủ công 100% bằng tay, rất chi là giá trị sang trọng hôm nay và giá trị mai sau. Và đây là khi chúng tôi hoàn thiện xong rồi thì nó lên màu rất chi là đẹp, được oánh vét ly trần. Và cái mẫu này, lối làm này Thành Luân chúng tôi là lối làm sở trường và cái sản phẩm là độc quyền, rất chi là khủng luôn, cộng với lại cả cái chất liệu gỗ thì cực kỳ là dày dặn, rất chi là vĩ đại. Đây quý vị nhìn qua màn ảnh nhỏ thì trông nó không thể bằng được ở ngoài đời thực. Khách hàng nào từ khi chúng tôi quay các cái sập lên thì là trong từ hôm qua đến nay thôi cũng rất nhiều khách hàng đã về với Thành Luân chúng tôi để xem cái mẫu này, rất nhiều khách ưng ý và cũng đi vào quyết định đặt hàng tương tự cái mẫu tương tự như này, rất chi là đẳng cấp và đỉnh cao. Và mọi thông tin chi tiết về chiếc sập thờ ngũ cấp hàng siêu khủng này thì khách vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình là 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Quý khách có thể đưa ra ý tưởng và Thành Luân chúng tôi sẽ lên được các cái mẫu mã cho quý khách để có được một tác phẩm đẹp và đỉnh cao này. Thành Luân chúng tôi là mất rất nhiều công phu từ công chọn gỗ và cái thời gian làm việc để chế tác cái bộ sập thờ ngũ cấp siêu khủng này. Và anh Thắng thì anh cũng đã về với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rất nhiều lần rồi và anh cũng có tham khảo rất nhiều các cơ sở và cuối cùng đi đến cái quyết định và cuối cùng cái điểm dừng chân vẫn là đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, và anh đi đến cái quyết định đặt chiếc sập thờ siêu khủng này, hàng thửa đẳng cấp của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2018. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ sập thờ ngũ cấp siêu khủng đục kích tứ linh nghe chầu của Thành Luân chúng tôi. Và thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình nhà anh Thắng ở Cửa Lò, Nghệ An đã tin tưởng đặt hàng chúng tôi. Và xin kính chúc anh gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.